Hello, chào bạn. Gió mùa về, lạnh vãi chưởng. Ngồi trong nhà mà vẫn thấy lạnh. Ok, hôm nay muộn rồi, không làm video hướng dẫn Filmora, nhưng mà mình thấy có một số câu hỏi của mấy bạn ở trên kênh YouTube của mình ấy. Anh ơi, làm hướng dẫn video về tạo tài khoản YouTube nước ngoài đi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Của bạn Bắc Vũ Đặng này. Xong rồi Ba Xoáy TV, chả biết có phải kênh cùng một cái account của bạn không. Thì mình cũng chia sẻ sơ qua về cái việc mà tạo tài khoản YouTube ấy, tạo nước ngoài hay là tạo Việt Nam, nó có khác nhau gì không và nó giống nhau như thế nào. Tại vì mình thì cũng may mắn là mình làm YouTube có cả kênh nước ngoài lẫn kênh Việt Nam, và phát triển thì cũng tương đối tốt, cho nên là mình có ít kinh nghiệm. Tuy nhiên là trước tiên ấy, thì mình muốn thông báo về cái mã giảm giá của Filmora nhé. Hiện tại đang vào cái tuần mà tuần người ta các cái công ty phần mềm, rồi là nói chung là nhiều các hãng các thứ ấy, thì người ta đang khuyến mãi nhân dịp ngày thứ sáu, tức là Black Friday ấy, thứ sáu đen tối. Còn phần mềm thì gọi là Cyber Monday là vào thứ hai tuần tới, thứ sáu tuần này và thứ hai tuần tới, thì các hãng phần mềm thì họ sẽ giảm giá rất là nhiều ấy. Thế còn Wondershare thì cũng có một cái trang Black Friday nhé, các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả ấy. Thế còn mã giảm giá của bản quyền Filmora thì vẫn 30% thôi, không có gì thay đổi. 30% của bản quyền Windows là 1.3 triệu. Thế còn cho Mac ấy, thì là đâu có chưa đến 1.3 triệu. Anh rẻ hơn 1.3 triệu một tí. Thì các bạn có thể tham khảo, đường link mình đặt dưới mô tả. Thế còn nói quay trở lại về cái việc mà tạo tài khoản nhé. Tạo tài khoản nước ngoài hay Việt Nam ấy thì nó phụ thuộc vào cái nội dung bạn làm, chứ nó cũng không phụ thuộc vào cái mà bạn cài đặt ở kênh. Bạn tạo tài khoản từ Việt Nam hay từ nước ngoài ấy, thì bạn có thể đặt cái quốc gia ở đâu cũng được. Như mình ấy, mình có kênh nước ngoài là kênh Jackie Nguyễn, thì cũng kênh chuyên dạy về Filmora và các loại phần mềm khác. Mình nói hoàn toàn bằng tiếng Anh, thì mình vẫn đặt là location ấy, là vẫn là ở Việt Nam, chứ cũng không cần thiết phải đặt location là ở Mỹ hay là ở đâu đấy. Mình chỉ các bạn xem nhé. Mình chỉ các bạn xem chứ không các bạn lại bảo là, nhiều bạn lại bảo là anh khoe kênh hay là anh hướng dẫn. Thì cái này là mình chỉ chia sẻ thông tin chung thôi, chứ cũng không phải là hướng dẫn gì cả. Ví dụ đây kênh của mình đấy nhé, kênh của mình tên là kênh Jackie Nguyễn này nhé, cũng được 23.000 sub rồi. Thì cái phần about nhé, bạn muốn xem cái kênh nào người ta đặt location, tức là đặt cái địa điểm ấy ở đâu ấy, thì bạn click vào phần about của mình đây, tham gia từ từ ngày 2 tháng 5 năm 2017 nhé. Và cái location này, location là địa điểm này, mình vẫn đặt là Việt Nam. Mặc dù là mình kênh này hoàn toàn bằng tiếng Anh, tất cả là bằng tiếng Anh. Có một số video thì mình không có tiếng gì cả, mình chỉ có nhạc và chèn chữ thôi. Đấy, tức là nếu mà bạn mà tạo kênh nước ngoài ấy, tức là tạo kênh mà hướng đến cái đối tượng người xem nước ngoài, thì có hai cách để các bạn tạo. Một là các bạn tạo video, sau đó các bạn nói hoàn toàn tiếng Anh, hoặc là bạn tự nói, hoặc bạn dùng cái phần mềm chuyển ngữ. Thì là phần mềm chuyển ngữ như kiểu Amazon Polly, rồi là mấy cái phần mềm của IBM ấy, họ đều chuyển ngữ rất là tốt, nói ra tiếng Anh thì cũng được, nếu như bạn nào mà không nói được tiếng Anh thạo ấy. Thế còn cách thứ hai là các bạn có thể lồng nhạc thôi nhé, tức là nhiều dạng video chỉ lồng nhạc thôi, và chạy tách thôi cũng được, hoặc là không cần tách thì cũng được, thì cái đối tượng người xem nó vẫn là có thể là thu hút được cái đối tượng người xem nước ngoài. Tuy nhiên là cái tiêu đề các thứ này, tiêu đề rồi là ảnh đại diện các thứ thì các bạn sẽ phải làm bằng tiếng Anh cho nó phổ thông. Còn phần mô tả thì cũng thế, tất cả video của mình cũng mô tả đều bằng tiếng Anh hết. Các bạn cố gắng là nếu như các bạn không viết được ấy, thì các bạn có thể copy ở đâu đó mấy cái phần mô tả ấy, về hoặc là lên Google dịch thì cũng được. Đây là kênh nước ngoài này, đó, tất cả này các bạn chú ý này, phần video nhé, mình chỉ cho các bạn này, tất cả video rất là nhiều này, tất cả các cái tiêu đề video nhé, mình tiêu đề video rồi là mô tả các thứ đều bằng tiếng Anh. Ví dụ mình mở cái video mình mới làm đấy, có quảng cáo này, tất cả video của mình đã được chạy quảng cáo và mình đã kiếm được tiền từ cái kênh nước ngoài này nhé. Đây tiêu đề này, Making Great YouTube Thumbnail with Filmora 10 Tutorial for Beginner, đó, thì đây là cái tiêu đề. Và ở phần mô tả này, đây là trong video này mình làm gì này, rồi tất cả các cái thứ ở đây đều viết bằng tiếng Anh hết. Một phần là có thể mình đánh ra có một phần mấy cái mà nó chung chung ấy, thì mình có thể copy cũng được đấy. Ok, thế còn thumbnail thì bạn quay trở lại này, phần này
Your channel này. Trong cái thumbnail thì mình cũng để bằng tiếng Anh luôn, để cho người ta dễ xem ấy, khi mà người nước ngoài người ta lên cái YouTube này, người ta search nhé. Đây là video sliding này, motion track này, tất cả những thứ này đều là tiếng nước ngoài hết, tiếng Anh hết. Khi mà người xem ấy, người ta nếu mà người ta lên YouTube ấy, người ta muốn tìm cái kênh của bạn hoặc là tìm video của bạn ấy, họ sẽ search, ví dụ đây là Filmora X này, tutorial for beginner chẳng hạn. Đó, đây ví dụ người ta sẽ search tiếng Anh như này. Nếu như kênh của bạn bằng tiếng Anh thì nó sẽ có được Google hoặc là được YouTube nó hiển thị lên ấy. Mặc dù bạn có top hay không thì nó sẽ đánh giá cái kênh của bạn có được người ta xem hay không. Ví dụ mình search là Filmora 10 tutorial for beginner, tức là hướng dẫn sử dụng Filmora 10 cho người mới, thì sẽ có mấy kênh, ví dụ kênh này của Justin Brown này, kênh của bạn Bai này, và đến kênh của mình này. Kênh của mình có một video này, hai video này. Đó, hai video, sau đến là kênh của Filmora, sau đến kênh của mình. Nói chung là kênh của mình rất là nhiều, mình dạy về Filmora. Trên thế giới thì cũng không phải là nhiều người dạy về Filmora ấy. Thế và kênh của mình thì cũng là một trong những cái kênh mà dạy nhiều về Filmora. Đó là kênh nước ngoài nhá. Thế còn kênh Việt Nam thì bạn cũng đặt tương tự như thế thôi. Ví dụ mình có kênh Việt Nam này, kênh Việt Nam đây nhá, kênh E-Learning Supporter là kênh mà bạn đang xem. Thế còn mình có manage một kênh khác, một kênh của một ông ở Australia. Thì ông ấy cho mình kiểu kiểm soát phần admin với lại tối ưu cho ông ấy thôi. Thì ở Úc, đâm ra người ta sẽ đặt location ở Úc. Thế còn đây, Việt Nam này. Đó, kênh Việt Nam nhé, và Your Channel nhé, tức là vào kênh của bạn ấy. Đây, tất cả các cái video này thì mình sẽ đặt bằng tiếng Việt, tiêu đề bằng tiếng Việt, mô tả bằng tiếng Việt, và ảnh thu nhỏ các thứ bằng tiếng Việt. Đó, cái kênh này thì chủ yếu sẽ là người Việt Nam xem thôi, chứ người nước ngoài người ta không xem. Em mình chỉ cho các bạn là cái về phần mà gọi là cái phần YouTube Studio nhé, ai xem nhé. Để các bạn biết là cái kênh mặc dù mình đặt ở Việt Nam nhưng mà vẫn có người nước ngoài xem ấy. Kênh Việt Nam thì ok rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang kênh nước ngoài cho các bạn xem. Phần này, Jackie Nguyễn này. Đây, mình vào phần Analytics nhé. Analytics, sau phần đi đến phần Audience. Audience là cái phần khán giả đấy, khán giả các thứ. Đây, mình sẽ kéo xuống mình nhìn nè. Đây, Top Geography nhé. Geography là cái phần lãnh thổ địa lý ấy. Ở Philippines xem kênh của mình nhiều nhất. Sau đến là phần Ấn Độ, sau đến là người Mỹ. Người Mỹ là 9,6%, Malaysia là 3,8%, Indo là 3,4%. Đó là tháng này thôi nhé, last 28 days, tức là trong vòng 28 ngày qua ấy. Thế còn nếu mà mình để lifetime thì nó sẽ khác nhé. Lifetime thì tức là chọn thời gian ấy, chọn thời gian thì là nước Ấn Độ là nước xem nhiều nhất. Ấn Độ là 21%, sau đến Philippines và Mỹ, sau đến Malaysia và Pakistan. Các bạn kích vào see more, tức là tìm tìm thêm ấy, thì sẽ có rất là nhiều nước nhé, đa chủng quốc luôn, nhiều đấy. Đây, đấy, Thái Lan, Romania, Turkey, nhiều lắm. Nói chung là tất cả các thứ, đây là 50 nhé, 50 trong 500 result, tức là 50 trong 500 kết quả. Nói chung là nhiều, nhưng mà chủ yếu là từ Ấn Độ với Philippines và Mỹ, Malaysia này, Việt Nam cũng có này. Việt Nam, các bạn Việt Nam cũng xem mình nói tiếng Anh. Đó đơn giản thôi. Đấy là cái mà cài đặt kênh. Thì các bạn tạo thì các bạn có thể tạo bất kỳ kiểu gì cũng được. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái kênh nhé. Tạo một kênh sau. Nói sơ qua về cái cài đặt cơ bản của một cái kênh YouTube nhé. Thì cái này dễ, các bạn lên Google bạn search để được. Đầu tiên là các bạn mở cái đăng nhập nhé, đăng nhập cái Gmail của bạn vào trong YouTube ấy. Sau đấy các bạn sẽ kích vào đây, tại vì mình thì có mấy kênh rồi, đâm ra mình bây giờ mình sẽ tạo thêm. Thế còn bạn nào chưa có thì bạn chỉ đăng nhập vào đây, sau đấy bạn vào tạo YouTube là nó sẽ tạo cho bạn thôi. Bây giờ bạn sẽ kích vào đây, sau đấy bạn đi đến phần setting nhé. Nếu bạn nào dùng tiếng Việt thì các bạn sẽ đi đến phần cài đặt. Đây, đây là phần setting ở trong phần YouTube Studio. Trong cái setting này ấy, thì bạn sẽ nhìn vào đây, nó có cái chỗ là add or manage your channel ấy, tức là thêm hoặc là quản lý các cái kênh của bạn ấy. Bạn kích vào đây. Nếu mà tiếng Việt thì nó là thêm kênh hoặc quản lý kênh. Đó, thì đây mình có mấy cái kênh mình quản lý này, một có ba cái kênh mình quản lý. Bây giờ mình sẽ kích vào nút này, create a channel, tức là để tạo một cái kênh mới. Mình sẽ kích vào đây, sau đó tạo tên, ví dụ sample nhé, ví dụ đi chú Thuận Vlog chẳng hạn, chú Thuận Vlog 2 chẳng hạn, đúng không?
Sau đấy mình kích vào nút này, tôi đồng ý. Sau đấy mình kích vào create để mình tạo một cái kênh mới. Thế là xong rồi. Thế là mình đang tạo một cái kênh YouTube trên cái Gmail mình có sẵn. Thế là bây giờ mình sẽ quản lý 4 kênh. Hai kênh của mình, một kênh ba kênh của mình và một kênh của cái ông kia. Đây là bạn đã tạo được một cái kênh rồi. Bây giờ bạn có thể đi comment rồi đi làm gì làm. Đây là tài khoản phụ của bạn. Tuy nhiên ấy, thì để mà cái quản lý cái kênh này ấy, đây là một cái kênh YouTube mà trắng nhá, nó chưa có gì, thì bạn sẽ phải cần có một số cái cài đặt cơ bản của phần YouTube. Để mà để chuyển đến cái phần mà cài đặt các thứ cơ bản của cái kênh này ấy, thì bạn sẽ kích vào cái nút này, tức là cái kích vào cái account của bạn này, sau bạn đến chuyển đổi tài khoản hoặc là switch account. Bạn kích vào đây. Đó, sau bạn chọn vào cái này, chú Thuận Vlog này. Chú Thuận Vlog 2. Đó, thì bây giờ bạn sẽ có mấy cái là customize channel, tức là để bạn cài đặt cái kênh của bạn này, sau đấy hoặc là bạn tải cái video lên. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình vào phần customize channel, như tức là bạn vào phần cài đặt kênh ấy, thì nó có mấy cái chú ý để mình hướng dẫn các bạn nhé. Ok, đây là đưa đến studio. Trong cái phần cài đặt kênh này nhá, thì sẽ cái phần layout tức là tất cả những cái mà bạn hiện lên cái trang chủ của bạn ấy, nhưng mà bạn chưa cần quan tâm. Ví dụ bạn vào phần basic info này. Basic info thì cái chỗ này, chỗ description này, là cái chỗ này là cái chỗ mà để bạn viết. Ví dụ là tôi là ai này. Tôi là Thuận này. Đó. Đây là kênh của tôi này. Kênh của tôi này. Đó, liên hệ với tôi hay là liên hệ với tôi hay là cái gì đó. Tức là bạn có thể viết cái phần này, nó sẽ là ở cái phần about chứ. About tức là về kênh của bạn ấy. Sau đây là cái đường link dẫn đến kênh của bạn, sau địa chỉ email. Ví dụ bạn có thể thêm địa chỉ email vào, nếu mà người ta muốn liên hệ với bạn thì bạn thêm địa chỉ email ở chỗ này. Đó là phần thông tin cơ bản về kênh. Đó, thế bây giờ phần branding. Branding thì bạn sẽ có đây, chỗ này là cái avatar nhé, cái ảnh đại diện của bạn ấy. Thì bạn có thể thêm một cái ảnh đại diện mà upload bất kỳ một cái nào chẳng hạn. Nhưng mà cái ảnh đại diện này thì nó sẽ có cái kích cỡ theo yêu cầu của người ta ấy. Ở đây là ảnh PNG hoặc ảnh GIF nhé, dung lượng phải là 4 MB. Ví dụ mình up thử một cái là ảnh này chẳng hạn, open thì có được không? Đó, nó sẽ crop vào đây, sau mình ấn vào done. Đó, như này ảnh này rồi. Thứ hai nữa là cái channel, tức là cái channel ad, tức là cái banner ấy, cái banner ở trên trên đỉnh của kênh ấy. Ví dụ cái phần kênh của mình nhé. Mình sẽ đi ra cái YouTube của mình để mình cho các bạn xem cái kênh của nó có một cái banner ở đây, nhưng mà thôi được rồi. Tức là cái banner là cái mà hiện ở trên đỉnh cái kênh của bạn ấy. Phần customize thì bạn có thể upload ở đây, tức là bạn chọn này, nhưng mà bạn phải vẽ ra cái kênh, vẽ cái ảnh đấy nhá. Cái ảnh đấy nó sẽ phải có tối ưu cho máy tính này, cho máy laptop này và cho điện thoại nữa. Thì mình có một cái hướng dẫn về cái này ấy. Mình sẽ đặt đâu đây để các bạn xem. Thêm nữa là cái nút subscribe, upload này, đó đây là phần branding. Đây là mấy cái linh tinh nhá. Thế còn bây giờ bạn nếu mà muốn cài đặt thêm ấy thì bạn kích vào nút này nhá, nút setting này. Ví dụ vào phần setting thì bạn sẽ cài đặt được là kiểu ngôn ngữ rồi địa điểm các thứ ở đâu ấy, ví dụ channel đây nhá. Basic info là bạn chọn cái quốc gia này. Một số bạn là cứ hiểu lầm là cái này, nếu như mà bạn làm cho kênh nước ngoài ấy, thì bạn chọn kiểu ở Mỹ, ở Mùng các kiểu ấy. Nhưng mà thực ra kênh ở Việt Nam thì các bạn cứ chọn Việt Nam thôi cũng được. Đó. Keyword thì các bạn thích thì các bạn thêm vào, không thêm thì thôi. Advanced setting, đó, kênh này có làm cho trẻ em hay không thì các bạn có set ở đây. Ví dụ no. Tức là no là không, kênh này không làm cho trẻ em, không làm cho nội dung trẻ em. Để bên YouTube nó xem xét, nó đặt quảng cáo ấy. Nếu còn kênh của bạn mà làm cho trẻ em các thứ thì các bạn có thể kích vào đây. Còn phần này nữa, phần feature eligibility này cũng quan trọng nhé. Bạn YouTube nó sẽ thông báo cho bạn là bạn được sử dụng các cái tính năng nào. Ví dụ tính năng standard là tính năng tiêu chuẩn, là bạn sẽ được up video này, tạo các cái playlist này, xong rồi collaborate các thứ linh tinh. Đây, thế còn intermediate feature là tức là các cái video mà nó dài hơn 15 phút ấy, rồi là các cái ảnh đại diện mà bạn up lên, bạn tải lên video ấy, thì nó là eligible, nhưng mà các bạn sẽ kích vào đây. Đó, bạn phải verify. Thế là nếu mà bạn muốn là cái kênh này mà up video dài hơn 15 phút và đăng các cái ảnh đại diện của bạn ấy, thì bạn phải verify cái số điện thoại, tức là bạn phải xác nhận cái số điện thoại của bạn. Kênh này mình tạo chơi thôi, mình không cần.
Bạn ấn vào đây cái ở YouTube nó sẽ gửi cái tin nhắn cái thứ đến cái số điện thoại của bạn thôi. Thì rất là đơn giản. Thế còn đây cái Advanced này, Daily Upload Livestream. Thì các bạn kích vào đây nó sẽ cho ra mấy cái yêu cầu của nó này, các bạn tìm hiểu thêm. Nếu như bạn muốn bật kiếm tiền các thứ thì sau đấy nó sẽ hiện đây. Khi nào ok nó sẽ có chữ enable màu xanh này, như thế này này. Đó. Và các bạn kích vào save. Thì bây giờ cái kênh này nhá, nó đã chuyển đến cái địa điểm là Việt Nam rồi. Ví dụ mình quay trở lại YouTube nhé. Quay trở lại YouTube và mình vào cái kênh mình xem cho các bạn nhé. Đây, kích vào Your Channel này, kích vào About này, nó sẽ hiện ra là Location là ở Việt Nam. Và bắt đầu tham gia vào ngày 22 tháng 11 2021. Còn video thì chưa có cái nào. Home thì là mình chưa cài cái layout, nó cũng chưa có cái gì cả. Nếu mà bạn nào muốn hỏi thêm về các cái việc cài đặt kênh rồi là làm layout như thế nào ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng mình làm một cái video về cái chủ đề này. Cũng tương đối là hay, mình thấy nó cũng hấp dẫn. Ok, video hôm nay đến đây cũng tương đối dài rồi. Mình chia sẻ ngắn với các bạn về các cái việc làm YouTube về kênh Việt Nam hay kênh nước ngoài thôi. Mình hy vọng là nó hữu ích với các bạn mới làm YouTube ấy. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.